Thế nào là quý áp chuẩn? Vâng, Sơn xin chào bà con. Đối với mỗi giới tính, mỗi lứa tuổi khác nhau, chúng ta sẽ có một cái mức huyết áp khác nhau. Chính vì vậy, đối với mỗi người, chúng ta sẽ có một mức huyết áp khác nhau, chứ không có một cái bảng huyết áp nào gọi là chuẩn đối với tất cả mọi người ha. Ví dụ chúng ta tham khảo huyết áp mình đo hôm nay và ngày mai, ngày hôm kia, mình sẽ đo trong tháng như vậy, thì mình sẽ có được cái mức huyết áp trung bình của mình, nó chuẩn riêng đối với mình. Và đây là một bảng huyết áp tham khảo. Trong một cái con số huyết áp khi mà mình đo thì trên đồng hồ hiển thị sẽ có ba con số. Con số trên cùng gọi là huyết áp tâm thu, khi tim thu nhỏ lại, mình có thể tra vào cái dãy số giữa. Và cái con số ở giữa của đồng hồ đo là huyết áp tâm trương, khi tim phình to ra thì chúng ta tra bên đây dãy cuối cùng. Và con số cuối cùng nhỏ nhỏ bên dưới là nhịp tim bao nhiêu lần đập trên phút, để chúng ta tham khảo thêm. Thì đối với mỗi lứa tuổi khác nhau thì chúng ta sẽ có mức huyết áp khác nhau. Ví dụ đối với thanh niên trẻ tuổi tầm dưới 30 tuổi thì thường huyết áp tâm thu là từ 100 đến 120. Hay mà khi chúng ta đi bác sĩ hoặc là chúng ta đo mà mình hay gọi là 12, có nghĩa là 120 ha, trong con số điện tử mm thủy ngân. Còn chúng ta hay gọi là 12 khi chúng ta xem trên đồng hồ kim của bác sĩ đó, bỏ bớt một con số phía sau. Thì thường huyết áp của người bình thường là từ 100 đến 120 tối ưu. Còn dưới 130 là bình thường. Từ 130 đến 140 gọi là bình thường cao. Và từ 140 đến 160 là cao nhẹ. 160 đến 180 là tương đối, và trên 180 là nghiêm trọng. Nếu mà trường hợp mà khi chúng ta đi bệnh viện đo mà huyết áp chúng ta trên 180 thì thường bác sĩ sẽ giữ lại để theo dõi, chứ không có cho mình về ha. Thì thường là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương nó cao cùng cao, thấp cùng thấp. Nhưng mà đương nhiên cũng có một số trường hợp, một cái nó nằm trong trường hợp huyết áp cao và một cái trường hợp trung bình, thì mình sẽ tra chính xác vào cái bảng này để chúng ta biết chính xác hơn nha. Còn thường chúng ta hay gọi đơn giản huyết áp mình 14 là cao nhẹ, thì chúng ta đang nói về huyết áp là 140, dãy số lớn này nè. Ví dụ huyết áp tâm thu mình là 120 thì huyết áp tâm trương thường là 80 nha. Đó, hai con số này mình sẽ tra vào đây. Còn huyết áp thấp là thế nào? Cái con số lớn nhất này nè, huyết áp tâm thu khi mà dưới 100 thì coi như là huyết áp thấp. Mà thường phụ nữ thà dưới mức huyết áp thấp cả nhà ha, nằm ngưỡng huyết áp khoảng tầm 100 hoặc là 98 99. Rồi mỗi lứa tuổi thì chúng ta sẽ so sánh với chính bản thân mình. Ví dụ đối với thanh niên thì huyết áp thường là 100 dưới 130 là huyết áp tốt. Nhưng mà ví dụ mình ở mức tuổi mà cao hơn một chút là từ khoảng 50 tuổi thì huyết áp mình là 130 vẫn là bình thường, hoặc là 140 nó nằm trong ngưỡng bình thường. Nên là chúng ta phải tự so sánh với bản thân mình. Ví dụ hôm nay chúng ta đo huyết áp, ngày mai ngày kia cũng vậy, thì trong tháng đó huyết áp chúng ta nằm ở ngưỡng và chúng ta thấy khỏe, nó nằm ở ngưỡng ví dụ là 130 thì huyết áp của mình bình thường là 130. Khi mà trong cái tháng tiếp theo mà sức khỏe mình không tốt, mình đo thì nó lên 140 thì đó gọi là huyết áp mình bị cao. Còn giả sử huyết áp bình thường của mình nó nằm ở ngưỡng là huyết áp 100 101, nhưng mà trong tháng đó mình đo nó lại là tới 130 thì bình thường mình là huyết áp tốt, của mình lại là 100 101 thì 130 gọi là cao cả nhà ha. Đây là bảng tham khảo. Rồi để biết thêm thông tin về cách sử dụng máy đo huyết áp như thế nào và cách để chúng ta giữ sức khỏe như thế nào trong trường hợp huyết áp cao hoặc là huyết áp thấp, cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.